Bạn có biết vì sao cần bôi kem chống nắng trước 15 phút khi đã ra ngoài? Việc không đợi kem chống nắng ổn định cũng là sai lầm phổ biến của rất nhiều người hiện nay. Hành động này làm giảm hiệu quả chống nắng của kem chống nắng. Dù là sản phẩm làm đẹp thiết yếu, tuy nhiên chúng ta thường mắc rất nhiều sai lầm trong việc sử dụng kem chống nắng. Trong đó có một thắc mắc chung mà nhiều tín đồ làm đẹp sành sỏi cũng không biết đó là tại sao chúng ta cần thoa kem chống nắng 15 phút trước khi ra ngoài. Nếu không đợi thì điều này có gây ảnh hưởng đến da hay không? Câu trả lời là có, đây là 15 phút vô cùng quan trọng. Thực tế ngay khi chúng ta thoa kem chống nắng lên da thì chúng đã ngay lập tức phát huy hiệu quả, bảo vệ da khỏi sự ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, nhưng chúng ta cần đợi 15 phút mới ra ngoài, hoặc make up vì 15 phút là thời gian để kem ổn định, tạo lớp màng chống nắng trên da. Nói một cách dễ hiểu, bạn có thể hình dung kem chống nắng cũng giống như sơn móng tay, sau khi sơn móng, chúng ta sẽ cần đợi một thời gian để sơn khô và tiệp vào hoàn toàn, không bị xô lệch. Còn với kem chống nắng, 15 phút chính là thời gian để những hoạt chất như cồn, dầu hay nước bay hơi bớt, để lại lớp màng chống nắng để bảo vệ da. Chính vì lẽ đó, nếu ngay sau khi thoa kem bạn vội vận động mạnh, bơi lội hoặc thậm chí là make up, mặc quần áo thì lớp kem chống nắng vốn chưa ổn định sẽ bị kéo theo làm giảm hiệu quả bảo vệ da. Điều này đúng với cả kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học. Trong một nghiên cứu do bác sĩ Bayer thực hiện năm 2010, do tạp chí giá liệu Anh Quốc British Journal of Dermatology đăng tải đã chứng minh chúng ta cần ít nhất 8 phút để kem chống nắng đủ khô, để tạo thành lớp màng bảo vệ da. Thời gian này có thể thay đổi tùy theo thành phần của các loại kem chống nắng, nhưng trung bình chúng ta nên đợi 10-15 phút để kem ổn định.